Bữa nay mình trui dao cũ cho anh em ơi ha, sửa lại cái dao cũ, dao này cũng lâu rồi. Rồi anh em mình có cái nào này nhíp xe anh em ha, mình trui anh em nào có lấy được cái gì lấy ha. Rồi ở chơi này người ta ăn Tết, còn mình ăn thép với ăn dao đó. Ăn thép với anh em ha. Rồi tiến hành cái mình trui anh em mình xem có cái nào được thì bỏ vô túi chơi, còn không có cái gì thì ấy mình xem chơi. Ta đi chơi còn mình ở nhà mình làm anh em. Anh em thấy sao? Rồi, nhúng luôn. Dao này chặt giò heo nha anh em. Cá này cá không tiếp mình hàng vô. Ha. Rồi mình thử nhẹ nhẹ cho anh em mình lâu lâu kệ. Bữa nay 24. 24 Tết. Ta làm gì làm, mình làm bảy nhà tèm tèm chơi, sẵn ở nhà mình chơi luôn ha, để mình gắn cái này vô anh em.
thử rồi nháp cho anh em xem thử rồi làm sao. Đây, cái dao đây. Sắt đây. Nó nè. Chặt hai dấu nó gần nhau luôn ha. Bẻ thử cái kìa. Anh thấy không? Ok ha. Rồi bẻ thành tay dê luôn anh em ha. Ui, sắt nó giòn thiệt chứ, công nhận cái sắt này. Đó. Thử đem cái nữa ha. Đây dấu, đây dấu. Bây giờ mình chặt ha. Đó anh em thấy không? Dao sửa lại anh em ha, dao là dao của mình hồi xưa giờ, đó, dấu là dấu của mình ha, đó, đây cái cây này nè, đó, em thấy chặt là hơn nửa cây ha, đó, đó, này ngắn quá, mình lấy cái kìm bẻ nhẹ cái nó gãy luôn anh em. Lấy cái kìm mình bẻ cái nó gãy luôn à. Thép nó cây làm như có thép vậy. Bẻ cái nó là cụp luôn. Đó. Em thấy không? Đó. Gãy nửa cây ha. Rồi. Xem là cái dao mình nè. Có gì hết em ha, không có công quen gì ha, mấy cái dấu này cái dấu cắn vô cái sắt mình nó láng ha, đó. Ok rồi vậy cái mình mài mình giao cho khách này cũng những anh em khách quen không anh em nha. Đó. Lại đây mình thấy anh em thấy nó rõ hơn nè. Đó. Nha. Đó, mình tu vậy đó. Anh em đâu mà thấy cái nào hay thì mình hay hay dở gì anh em mình làm thử chơi. Nha. Nhưng mà anh em mình nhớ có trui, nếu có trui mình trui cái độ lửa thấp thấp rồi cái mình từ từ. Từ từ cái mình nâng nó lên chứ đừng có để mà cao quá. Là hiện giờ mình trui là trời tối anh em ha, như mình đốt một bóng đèn đó. Trời tối mình trui một bóng đèn đó, anh em trời tối ha, đó trời nó tối vậy mà mình đốt một bóng đèn. Đây ở trên là bóng đèn ha, đây bóng đèn tức là cái trời nó tối rồi mình trui như vậy đó, anh em thấy cái màu lửa nó vậy ha, đó màu lửa nó vậy đó. Anh em mình có nhà có dọc khóa đồ chơi á thì mình nghiên cứu mình làm sao cho nó cũng như là từ 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 cấp 1 ha. Đó mình trui như vậy là nó không công quên luôn anh em, nó chịu được á ha. Cái dao này chặt vừa heo, cái này mỏng thôi, cái này nó khoảng 4 ly à chứ nó cũng không ấy đâu. Thì cái dao này nó khoảng một tấc hai tấc rưỡi, độ hai tấc rưỡi ha, nó bề bản của mình một ngón tay đó,
anh em thấy nè. Đó. Thì cái bề bảng này nó khoảng 8 phân. Và cả cán sắt luôn, mà mình cân cho anh em xem cái dao này nó nhiêu rồi anh em biết là cái mép của nó là nó chịu khoảng bao nhiêu. Chứ cái dao này chặt đồ lớn quá chịu không nổi anh em. Ha. Tức là con dao này nó tương đối nó cũng không nặng mà nó không nhẹ. Nhưng mà nó vẫn mình trui rồi á là mình vẫn chặt. Ha, vẫn chặt cây sắt đó được. Đó anh em. Đó, cả ống tiếp đồ luôn á là nó 1 kg mốc. Đó anh em á. Cả luôn cả ống tiếp này luôn ha. Đó, nội ống tiếp này với hàng này chỗ này cái dấu này không thì mình thấy nó hết bao nhiêu rồi đó. Hết mấy trăm gram rồi đó mà cái thân dao nó có vậy đó. Rồi. Vậy thì hôm nay mình không có cái gì ấy hết trơn anh em. Thì anh em mình lên mình trao đổi anh em chơi cho vui. Rồi ha, cái này làm vui thôi anh em ha. Đừng có nghĩ gì sâu xa nhiều ha. Trời. Thì mình xin chào anh em. Anh em nào có trui thì nhớ vậy đó. Thôi vậy mình xin chào anh em hết ha. Tết người ta đi chơi cùng mình ở nhà mình làm mình phá từ đây tới Tết thì chắc mình cũng vậy hoài luôn á anh em ơi. Ai đi chơi chơi nhà mình dọc phá với anh em đồ chơi mấy ngày nay. Lên mình giải trí đồ chơi anh em ha. Rồi thôi mình chào anh em. Năm mới chúc anh em luôn khỏe mạnh, luôn bình an. Thì sức khỏe luôn dồi dào ha. Dạ. Rồi thì xin chào hết tất cả các anh em và anh chị em cô bác mình luôn. Dạ.